Hello, xin chào tất cả các anh em quá dữ của tôi đang xem cái video clip này. Ai không xem là không dữ thì anh em cũng biết rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tựa game khá là dữ đang xuất hiện trên thị trường. Thì cái game này được khá là nhiều nước ở Đông Nam Á chơi, như là Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Lào, Campuchia. Thì game này có tên là Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên. Thì mình đã chơi game này cũng mấy bữa rồi, cho nên là hôm nay mình quyết định sẽ review cho mọi người xem cái game khá là dữ này. Xin thưa các bạn, đây là con nhân vật của mình đó. Thì Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên là thuộc thể loại game mobile nhập vai phong cách của châu Âu thời kỳ Trung Cổ. Cốt truyện là đưa người chơi vào một cái hành trình tìm kiếm những chiếc nhẫn. Bị những chiếc nhẫn mang trong mình những cái sức mạnh này đó không? Đó, giống như là chiếc nhẫn bảo vệ này có là kỹ năng ân huệ của thần. Thì tổng cộng chúng ta sẽ có ở chương người là chúng ta sẽ có 11 chiếc nhẫn. 11 chiếc nhẫn này chứa 11 kỹ năng, thì cái chương người này chúng ta sẽ làm nhiệm vụ chính để chúng ta có được. Rồi giống như bây giờ mình muốn khiêu chiến với thằng chúa nhẫn. Cái thằng chúa tể giữ cái nhẫn bảo vệ này, thì mình phải làm nhiệm vụ đến khi nó đạt đủ 100%. Thì cấp càng cao thì cái ống này mình thì nó sẽ chậm lại một tí, nhưng mà những cấp đầu nó sẽ rất là nhanh. Nó sẽ đầy cây sớm thôi. Còn bên cái người lùn này, thì cái phần người lùn này chúng ta phải thông qua những yêu cầu đặc biệt. Ví dụ như là đây mình đang có một cái đây kho báo vua lùn 5 này, thấy không? Đó, bấm vào đây. Đấy, là chúng ta thấy được cái nhẫn tịnh hóa. Thì nó sẽ bắt mình khiêu chiến với người lùn. Đó, mình bấm vào đây mình khiêu chiến với thằng lùn này. Thì cái này đó, mình khiêu chiến với thằng lùn này, mình sẽ nhận được cái nhẫn tịnh hóa này. Nhưng mà khi mà các bạn đánh với cái thằng lùn ấy, các bạn sẽ thì các bạn đừng treo máy nha. Đánh với thằng lùn này treo máy mình sẽ thằng lùn hay là chúa nhẫn gì đó. Chúng ta treo máy thì chúng ta sẽ không có né chiêu này nọ được, chứ mình sẽ bị nó quýnh chết. Mình phải chơi bằng tay. Đây là game trên điện thoại nha các bạn anh em. Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên này. Đó, đây là boss vua người lùn. Đấy. Là muốn lấy cái nhẫn nó phải đánh nhau với thằng này. Thì chúng ta sẽ dùng hết tất cả những kỹ năng chúng ta có để chúng ta đánh, thì nó khá là khỏe. Không biết tôi quýnh lại nó hay không. Mẹ nè, tập luyện đi hoàn hảo hơn đó. Đó là một thằng người đó là một thằng người lùn. Nó chứa một cái nhẫn á không? Tại vì nãy mình mắc cầm mic này nọ nên là mình không có né chiêu nó nhiều, nên mất máu, với lại mình cũng còn yếu quá, mình không thể quýnh là thằng này. Tại vì này cái nhẫn này là phải level 200. Con của mình đã được level mình đã được 219 rồi, nhưng mà vẫn chưa quýnh lại nó tại mình khá là yếu. Còn đây là con tiên nữ. Đây là nhẫn tiên. Những cái nhẫn tiên này thì khi mà nạp VIP á, anh em chơi nè, anh em là muốn lên nhanh hơn bình thường ấy, không nạp cũng được mà nạp thì càng tốt. Thì chơi game mà cũng phải nãy có game nạp game không chứ. Không, mình phải nạp mới mạnh hơn người ta. Nếu như bạn muốn mình mà mình mạnh thì mình nạp. Đó, bạn nạp lên đấy thì bạn sẽ được cái những cái yêu cầu. Bạn nạp VIP thì mình được những cái yêu cầu ở bên phần ba chiếc nhẫn của bên phần tiên này. Rồi còn bên chư thần thì chưa có. Bên chư thần thì mình thấy chưa có cái nhẫn nào cả. Thì cái lúc mà mấy bạn mới tạo nhân vật á thì nó có 3 phần, một là chiến sĩ, hai là cung thủ, ba là pháp sư. Thì chiến sĩ với cung thủ á mình sẽ được tạo đầu tiên, và các bạn có thể lựa chọn một là chiến sĩ, hai là cung thủ. Thì chiến sĩ đam to, tốc độ đánh cao nhưng mà né tránh với tốc độ di chuyển thì không cao. Còn cung thủ thì đam bình thường và tốc độ đánh và tốc độ né tránh thì cao, và tốc độ di chuyển thì cũng bằng với lại chiến sĩ. Còn pháp sư thì khi mà các bạn pháp sư thì nó chưa ra cái tính năng đó, nhưng mà chưa ra cái nhân vật đấy, nhưng mà khi mai mốt thì hình như là mình nghe là pháp sư các bạn không cần phải chơi lại từ đầu, giống như là khi bạn chọn chiến sĩ hay là cung thủ mà các bạn sẽ thông qua một cái gì đó để bạn đổi thành pháp sư và bạn chơi luôn ở cái level cao luôn. Sau đó là đến cấp 50, các nhiệm vụ hàng ngày á, cái nhiệm vụ hàng ngày mới bắt đầu xuất hiện. Đó đây là những cái nhiệm vụ mà khá là nhiệm vụ, thấy không? Boss thế giới này, chúa nhận trở lại này, boss thí luyện rất là nhiều. Đây là thưởng nè, cầu nguyện hàng ngày là miễn phí là đó, bạn nhận được 400.000 tiền, 400k. Đấy, những cái mà dấu chấm đỏ nó sẽ hiện cho chúng ta. Đó, cường hóa đồ.
Đấy, tiền đây là cái kiến của mình đúng không? Level hiện tại 42 thì mình bỏ tiền ra, mình kết hợp, mình cường hóa lên đó thành cái kiến của mình sẽ mạnh hơn tí. Những cái phần mà đỏ đỏ anh em chú ý này, vui hội này đó, không mình đã mình chưa gia nhập vui, mình vô gia nhập vui Việt Nam, mình nhận đồ cái thứ kiểu đó. Nói chung là những cái phần mà chấm đỏ đỏ các bạn cứ click vào để bạn tham gia nhiệm vụ. Rồi, ok, sau khi mà các bạn lên tới được tầm khoảng level 60 rồi á thì càng lên cao nó sẽ mở cho bạn những cái này. Không, các bạn phải trải nghiệm mới biết được. Đó, giống như là boss này. Đấy, boss này các bạn hay như không? Những cái đồ đỏ, những cái đồ dữ. Sau đó là tới đồ cam, rồi đồ tím là nó cùi hơn. Nó đỏ là nó sẽ dữ ra. Cứ tham gia rồi đánh thường xuyên có thể coi chi tiết để biết thêm chi tiết này. Đấy, cái thứ kiểu. Đó, này là boss. Tháp boss tầng 1 này, tháp boss tầng 2, tầng 3, phá kỷ lục là cái này thì giống như bảng vàng thôi. Rồi với các hoạt động như là chúa nhận trở lại, vực thẩm ác ma, phế tích ma, rồi sự kiện gì đó, ma cốc ăn ma, bãi đấu ma, bãi thú hiện hồn. Khi mà các bạn vào chơi rồi bạn sẽ thấy những cái đó. Thì cái game này nếu mà mấy cái bạn mà như là đại gia nằm cạc á, mà không chịu khó cày á, thì đồ nó cũng bằng với lại cái người mà không nạp cạc, người ta chịu khó cày thôi. Không, cái này có qua có lại, người mất tiền, người mất công. Nó không có phải là khi mà bạn nạp tiền bạn không chơi bao nhiêu mà bạn vẫn mạnh người khác, là không có chuyện đó. Đó là cái đánh giá của mình sau khi mình cũng nạp cạc. Mình cũng nạp cạc là mình cũng cày, không cày, ít cày. Trong này có một cái chợ nè. Cái chợ là nó có thể bán vật phẩm, ở cánh các kiểu ra đây. Thì những vật phẩm này có được từ trong cái việc săn boss hoặc là làm nhiệm vụ, khiến giúp cho các bạn không phải lo lắng cái việc mình bỏ thời gian ra để quýnh những cái đồ dư. Ví dụ bạn có cái cánh rồi thì bạn có cánh kia không phải là dư mà bạn có thể lên đây bạn bán. À, mình quên mất còn một cái phần quan trọng, đó chính là cái phần shop. Các bạn thể vào shop và các bạn vào cái điểm shop này. À, quên mất các bạn còn một cái quan trọng nữa, chính là các bạn vào shop. Các bạn vào thường hoặc là điểm shop. Thì điểm shop thì cũng có thể treo máy, mà thường cũng sẽ treo máy. Thì sẽ thẻ treo máy này là gì? Thẻ treo máy này là một cái chiếc thẻ. Đó, level 60 mở treo máy, sau khi apply nhân vật sẽ đến nơi đề cử treo máy, nhận kinh nghiệm và trang bị như bình thường. Có nghĩa là khi mà bạn mua chiếc thẻ này, bạn sẽ được 5 tiếng treo máy một thẻ. Ví dụ bạn đi học một buổi là 5 tiếng đồng hồ, bạn có thể sử dụng cái thẻ treo máy đó đến một khu vực nhất định. Sau đó bạn up, nó sẽ cho bạn kích hoạt chức năng treo máy, và bạn sẽ ở đó bạn đánh boss. Ủa, bạn ở đó bạn đánh quá như thế này, và các bạn có thể tắt wifi, tắt ứng dụng, và mà ở trong game nó vẫn chạy cho bạn, nó vẫn đứng cho bạn như giống như thằng này nè. Bạn không cần phải mất lưu lượng hay là dữ liệu gì để tải wifi gì để treo cái này. Quá thì cấp người ta dữ thiệt, quá dữ luôn. Treo có một đêm mà lên mấy chục cấp rồi. Ok, cảm ơn tất cả các anh em quá dữ của tôi đã xem cái video clip này. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Các bạn có thể vào Play hoặc là App Store để tải game này. Đây là một game mobile, game có tên là Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên. Chúc các anh em quá dữ của tôi một ngày vui vẻ. Bây giờ tôi đi chơi, tôi sẽ off tắt và nó tự động nó treo. Bye mọi người.